Mọi người ơi, mọi người đã thấy tôi tốt chưa ạ? À? Nếu như mọi người thấy tốt rồi thì mọi người comment lên đây nha. Cho tôi thấy mọi người luôn nha. Hello, hello các tình yêu. Mọi người ơi, khi mà mọi người thấy em rồi thì mọi người comment lên đây đi. Cho em thấy mọi người luôn nha. Đây, câu đố hôm nay em muốn dành cho mọi người đó là đàn gì khó chơi nhất mọi người nha. Rồi mọi người ơi, ai đang trong livestream của em thì mọi người comment lên cho em thấy mọi người đi để mình chơi mini game với nhau luôn nha. Và câu đố ngày hôm nay mà em dành cho mọi người đó là đàn gì khó chơi nhất luôn. Hello anh Hiệp, tôi thúc chào anh Hiệp Phạm luôn ạ. Anh Hiệp ăn cơm chưa? Mọi người ơi, mọi người đang làm cái gì đó, mọi người thấy em có rõ chưa ạ? À hello anh Giang Đàn Văn luôn nha. Tốt chào Giang Đàn Văn luôn nè. Mọi người ơi, còn ai thấy tốt nữa thì mọi người comment lên đây đi cho em thấy mọi người luôn nha. Hello anh Dung Trần. Hello, ủa chị Dung Trần có đúng chứ gì chị đúng không ạ? Hello chị Dung Trần. Rồi mọi người ơi, còn ai thấy tốt nữa không? Mọi người cùng nhau chơi mini game để được nhận kính luôn nha. Thì hôm nay, ê chưa mở lạnh hả Long, nóng quá. Em mở rồi nè. Lớn đổi xíu. Không, chị đâu có nóng này, chị đâu đụng đâu. Đây, nếu như mà hôm nay mà nữ trúng thưởng thì em sẽ tặng cho người đó cái kính này nha. Quà là gì thế chị? Em Tấn ơi, quà là cái kính này đây em ơi. Nếu như mà nữ trúng thưởng thì sẽ được tặng cái kính là Túc Túc đang mang. Còn nếu như mà nam trúng thì Túc Túc sẽ tặng cho người đó chiếc kính này đây. Đây, kính này là dành cho nam, còn kính Túc Túc đang đeo là dành cho nữ nha. Hơi bị thích luôn, đúng chưa ạ? À? Cho mọi người nha, cho mọi người lựa chọn luôn. Nam trúng thì tặng kính đen, nữ trúng thì tặng kính vàng. Ok chưa, ok chưa? Hello Ngọc Lân, tôi tốt chào Ngọc Lân luôn nha. Rồi, mọi người ơi, thì câu đố hôm nay mà tôi muốn dành cho mọi người đó là đàn gì khó chơi nhất luôn mọi người nha. Đàn gì mọi người ơi, đàn gì là khó chơi nhất được không ạ? À? Mọi người comment liền cho tôi luôn nha. Đây, cái kính trúc đen mang giá của nó là 400k một cây ha. 400k một cây hơi bị tích luôn đúng không ạ? À? Rồi, bây giờ thì tỷ lệ để chơi mini game để được nhận kính nó là như thế nào? Đó là mọi người chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai, chia sẻ vào hội nhóm cho em ít nhất là 10 hội nhóm, chụp màn hình lại inbox cho fanpage liền luôn. Và sau đó là mọi người comment đáp án đúng liền cho em nha. Đang của tôi tốt hả? Đang của tôi là khó chơi lắm hả anh ơi? Hello anh luôn. Hello anh Đào Nguyễn Sinh luôn. Hello anh Phạm Văn Đức. Tôi tốt chào anh Đức luôn nha. Rồi mọi người ơi, còn ai thấy tốt nữa không ạ? Ai thấy tốt rồi thì mọi người comment lên đây đi cho tôi thấy mọi người để tôi tiện tương tác với mọi người luôn nha. Đàn gì là khó chơi nhất là đó anh Đức, đàn gì khó chơi nhất anh Đức comment cho Túc đi. Cái kính Túc đang mang là dành cho nữ mọi người nha. Nam nữ gì mình cũng mang được hết trơn hết trọi đó. Là kính trên, nếu như nam thì chúng kính trên, còn nữ thì chúng kính dưới. Hơi bị tích luôn đúng không ạ? À? Nam nữ gì cũng mang được hết trơn luôn đó nha. Rồi mọi người comment liền cho em ha. Đàn bầu là sai luôn nha, đàn bầu là sai rồi. Đàn bà là khó chơi nhất, đàn bà cũng sai luôn rồi. Ban đầu mà em thấy câu đố là em cũng đoán đàn bà luôn đó anh ơi, cũng đoán đàn bà giống như anh vậy đó. Nhưng mà đáp án không có chính xác đâu, không có phải đàn bà đâu nha. Rồi, anh Hayate ơi, chưa giờ Túc đâu có mặt đời này đâu. Lúc mà Túc live xong là Túc thay đồ khác rồi, là Túc đi công việc đó. Cho nên á, khi nào mà lên livestream thì Túc mới mặc áo này thôi. Hello anh Thành luôn nha. Thành ơi, Thành chia sẻ livestream cho Túc Túc đi. Hello anh Đồng Tuấn Minh, Túc chào anh luôn nè. Nhìn anh trên avatar y như xã hội đen luôn. Sao mọi người ơi, mọi người comment cho Túc nha. Đó anh Minh nè, à, đàn gì là khó chơi nhất luôn nha. Cái đàn này chơi rồi sao ta rất là sướng hả? Rồi, hello nha, trâu là sai luôn rồi. Xin chào Vũ Đức Kim luôn ạ. À. Nick Facebook của chị là gì hả? Nick Facebook của chị là Trúc Trần đó em ơi. Rồi mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người đang ở trong livestream của Túc đúng không ạ? À? Thì bây giờ mọi người comment cho Túc đi nha. Đàn gì là khó chơi nhất luôn? Đàn tờ rưng à, đàn tờ rưng là đàn gì vậy? Em không biết đàn tờ rưng luôn á. Hello Hương Hoàng, tôi Túc chào Hương Hoàng luôn nha. Rồi, hello anh sự kiện chương trình tri ân luôn à. Chương trình sự kiện tri ân, hơi bị lâu mới hỏi anh nha. À, rồi mọi người ơi, mọi người comment liền cho Túc này nhớ nha. Chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai nha. Chia sẻ vào hội nhóm cho em ít nhất là 10 hội nhóm, chụp màn hình lại cho em liền luôn, ok chưa? Đàn này chơi rất là sướng luôn mọi người nha. Chơi sướng hơn tất cả các đàn khác luôn mọi người nha. Đàn gì đây, đàn gì mà chơi là sướng lắm nè mọi người ơi. Thế là đàn hai quả bầu. Cha nọ anh Đức nè, anh Đức comment đi ghê quá. Anh Đức comment kỳ cục quá, em giận anh Đức ra không chơi anh Đức ở đâu. Anh Đức comment chọc em kìa, em sẽ buông đó. Hello Lisa luôn nha. Hello Trần Tấn Anh. Hello Lisa luôn nè. Mà bà Lisa ơi, bà có chia sẻ livestream cho Túc chưa?
Mọi người nhớ nha, mọi hãy chia sẻ livestream cho em đi. Có chia sẻ livestream thì mình mới chơi mini game được nha. Rồi, khi nào view tăng lên đúng 150 lượt 50 người xem thì em sẽ gửi cho mọi người đáp án có bao nhiêu từ để cho mọi người đánh nha. Rồi, em sẽ gửi cho mọi người chữ đầu tiên cho mọi người mau mau đánh trúng chịu không ạ? Đàn piano là sai, đàn nhị là sai luôn rồi. Nhị gì mới được chứ, trời ơi đàn nhị gì. Rồi, đàn gì mọi người ơi, hello. Hello, vỏ phá luôn nha. Đây, kính này có tốt đang mang nè. Nam chụp nói chung nam nữ gì đó chúng kính thì được chọn kính hết, hết kính nào là lấy kính đó, ok chưa ạ? Đàn ông làm nhiều khó chơi, giúp đàn ông hơi bị dễ chơi luôn đó nha. Rồi mọi người ơi, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người chia sẻ livestream, sau đó tôi sẽ tặng tặng kính cho mọi người liền luôn nha. Đây, em sẽ hướng dẫn mọi người cách chia sẻ livestream và em sẽ tặng kính cho người nào chia sẻ livestream của em nhiều nhất trong vòng 3 phút. Trong vòng 3 phút người nào chia sẻ livestream nhiều nhất. Đàn gì vậy? Quý Lê comment cái gì vậy? Rồi, đàn bò không chơi được tốt tốt ơi. Không, đúng luôn anh ơi. Em giận anh rồi, anh comment bậy bạ quá. Anh comment chọc em là em quê rồi, em giận anh luôn. Anh đất này comment chọc em không à. Đây, mọi người nhìn nha. Hello anh Việt luôn nè, tôi chúc cho anh Tiến Nguyễn Thiện luôn nha. Masibaku, hello anh Cường. Anh Cường ơi, chia sẻ livestream cho tốt đi. Anh nhìn kìa, view kìa, tắt tình thật luôn, tình tình luôn kìa. Sai, mọi người nhìn nha, thì tốt sẽ hướng dẫn mọi người chia sẻ livestream. Và bây giờ em sẽ dành tặng cho mọi người một cái cây kính cao cấp bên em luôn. Đó là mẫu kính này nha. Đây, em lên kính nào cho mọi người đây ta. Ok, từ từ nha, em sẽ lên cái kính này để em tặng cho mọi người. Rồi, nếu như ngày hôm nay ai trúng mini game của em thì em sẽ dành tặng cái kính này cho mọi người nè. Kính này giá của nó là 700k một cây được không ạ? 700k một cây lận nha. Nhưng mà ngày hôm nay em sẽ dành tặng cho ai chia sẻ cái livestream này của em vào các hội nhóm hay là về trang cá nhân nhiều nhất cũng được. Chỉ cần có chia sẻ livestream là được nhận kính, ok chưa ạ? Rồi, bây giờ mọi người nhìn nha. Đây, màn hình livestream của em là như vậy. Mọi người làm theo em để nhận được cái kính bất chơi 700 này nha. Đó là nhắc vào cái chữ chia sẻ nè. Chữ chia sẻ ở dưới màn hình livestream, nó sẽ hiện ra ba cái ô, chọn cái ô chia sẻ hội nhóm cho em nha. Thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều hội nhóm cho mọi người luôn. Đó, hiện ra nhiều hội nhóm. Thì click vào những cái ô màu xanh ở đây cho em là chia sẻ hội nhóm được không ạ? Click vào những cái ô màu xanh ở dưới đây cho em nha. Thì ai click càng nhiều là người đó có cơ hội được nhận kính của em. Sau 3 phút em sẽ công bố, em sẽ hỏi hệ thống coi bạn nào là người chia sẻ livestream nhiều nhất, công bố trực tiếp trên livestream này và tặng kính cho mọi người trên livestream luôn nghe. Rồi, nếu như mọi người không có hội nhóm nhiều thì mọi người click vào chữ chia sẻ nè. Bấm vào chữ viết bài, bấm chữ đăng ở đây cho em, chỉnh chế độ công khai nha. Nhớ là chỉnh chế độ hình trái đất ở đây cho em nha. Rồi bấm chữ xong, bấm chữ đăng là ok. Ok chưa ạ? Rồi, đã hướng dẫn mọi người cách để chia sẻ livestream rồi. Bây giờ thì em sẽ bấm giờ nha. Còn câu đố mà hôm nay em muốn dành cho mọi người đó là đàn gì là khó chơi nhất luôn nha. Đàn gì mà rưng mọi người ơi. Xin chào Bạch Yến, em chào Bạch Yến luôn nha. Xin chào Trúc Trần, xin chào Lê Bảo Anh luôn nè. Hello Vân Phạm luôn nha. Rồi, mọi người nhìn nha. Bây giờ em sẽ bấm giờ trong vòng có 3 phút thôi. Mọi người tranh thủ chia sẻ livestream ha. Rồi, 3 phút bắt đầu. Tranh thủ nha, 3 phút đang dần trôi qua. Lượt xe là bao nhiêu rồi? Lượt xe mà tăng lên trên 400. Thôi, trên 400 em sẽ thôi. Lượt xe tăng lên 500 em công bố kết quả ra cho mọi người, tặng kính cho mọi người luôn. Ok dạ. Nếu như lượt chia sẻ tăng lên 500, em sẽ công bố kết quả của tờ giấy này cho mọi người comment và tặng kính trực tiếp cho mọi người trên livestream luôn nha. Rồi, hello anh Cường Đô La, tôi thúc cho anh Cường Đô La luôn nha. Rồi, mọi người tranh thủ đi ạ. Chỉ còn 2 phút 30 giây cho mọi người chia sẻ livestream thôi. Ai chia sẻ livestream càng nhiều thì người đó có cơ hội trúng kính càng cao. Rồi, câu đố dành cho mọi người là đàn gì là khó chơi nhất mọi người nha. Đàn hồi là sai rồi, đàn hồi không đúng luôn Lisa ơi. Rồi, để bây giờ em coi lượt chia sẻ tăng lên bao nhiêu. Nếu như lượt chia sẻ mà tăng lên trên 500, công bố đáp án luôn cho mọi người comment và chỉ cần nhận kính thôi. Chỉ cần comment và nhận kính thôi là hơi bị sướng đúng không ạ? Rồi, chào em ạ. Hello anh quá thương em luôn nha. Hello Cát Tường Ngọc Nguyễn luôn nè. Rồi, anh Cường Đô La ơi, tôi ở trên công ty suốt ngày mà. Rồi, mọi người ơi, để em coi lượt chia sẻ lên bao nhiêu. Trời đất ơi, lượt chia sẻ mới có 85 lượt chia sẻ à. Ủa bên kia không chia sẻ hay sao ta? Sao sai hả? Mọi người không chia sẻ cho em hả? Mọi người ơi, mọi người phải chia sẻ cho em chứ. Mọi người chia sẻ cho em nhiều đi. Để em tặng kính cho mọi người nè. Rồi, những ai đang thấy em thì mọi người comment lên cho em luôn nha. Để em biết em thấy mọi người và em tiện tương tác với mọi người luôn nè. Để em bấm chia sẻ livestream nha. Khi nào lượt chia sẻ tăng lên 500 em sẽ công bố đáp án cho mọi người comment đáp án luôn ha. Ok chưa ạ? Rồi, mọi người thích thì mọi người comment thiệt là nhiều luôn nha. Đàn gì là khó chơi nhất mọi người chia sẻ livestream cho em để được nhận kính luôn nha.
Rồi mọi người tranh thủ chia sẻ cho em đi ạ. Lượt chia sẻ bây giờ là bao nhiêu rồi ta? Em nãy là 96 đúng không? Em vừa chia sẻ lên mấy chục hội nhóm, không biết bây giờ nó có tăng lên chưa nữa. Nhanh nhanh nhanh, mình còn tặng quà cho mọi người nha. Rồi đàn ông là sai. À, mời chị em rồi em là sai, không hiểu luôn nè. Hello Hạnh Phúc nha, tôi chào anh luôn ạ. Rồi, chào đất cơ. Ủa, chị chia sẻ đây nghe nè. Từ 96 chị chia sẻ nhiều lắm mà sao nó có lên 108 là sao vậy ta? Chị bấm nút chia sẻ luôn rồi đó mà cái lượt xem nó không lên là sao ta? Rồi mọi người ơi, mọi người tranh thủ chia sẻ livestream cho em nha. À 117 nó mới cập nhật nè. Rồi mọi người ơi, mọi người chia sẻ sắp xong chưa ạ? Tại vì thời gian còn cho mọi người chỉ có 1-2 phút nữa thôi, rất là nhanh luôn ha. Để em coi coi lượt chia sẻ lên 1-2-3 rồi nè, 1-2-4, 1-2-5, 1-2-6 đang dần tăng lên. Chắc tình yêu của em tranh thủ chia sẻ nha. Đàn bà là sai, đàn guitar là sai, đàn bà là sai rồi. Các tường Ngọc Nguyễn ơi, đàn gì là khó chơi nhất mọi người nha. Rồi kính ngày hôm nay em tặng cho mọi người là hai mẫu kính 400k này trên đầu của em luôn nha. Thì giá kính là 400k một cây. Nếu như mà mọi người thích kính nào thì mọi người được quyền lựa chọn luôn, chỉ cần mọi người trúng mini game của em là được rồi. Hello anh Minh Lê, anh Lê Minh Thời Lê chia sẻ livestream cho em với anh ơi. Mọi người ơi, mọi người ơi, ai thương ai yêu quý em thì mọi người chia sẻ livestream cho em nha. Rồi bây giờ mọi người comment cho em nha, đàn gì là khó chơi nhất luôn nè. Rồi thời gian báo có hơi kết thúc rồi mọi người. Rồi ok, đồng hồ đã báo kết thúc lượt chia sẻ ha. Em sẽ cho hệ thống kiểm tra xem lượt chia sẻ là bao nhiêu và sẽ công bố trực tiếp trên livestream cho mọi người coi luôn nha. Rồi mọi người tranh thủ chia sẻ, lúc mà chưa có đáp án thì mọi người cứ chia sẻ cho em nha. Không chào em nè, hello Vân Ngoan Nguyệt, anh Cường nhớ em lắm luôn á. Hello Trịnh Hiếu luôn nè, đàn bà là sai rồi Nhật Tân ơi, không đúng luôn anh ơi. Đàn gì khó chơi nhất mọi người ơi, hôm nay mẫu kính bên em sale sập sàn luôn với giá chỉ có 50% thôi. Cho nên nếu như mọi người ngày hôm nay mọi người muốn lấy cái gì hay mọi người muốn xem mẫu kính nào thì mọi người comment cho em nha, để em biết em sẽ lên kính cho mọi người coi, ok chưa ạ? Rồi mọi người lẹ lên nha. À, đàn gì là khó chơi nhất nè, các tình yêu của em ơi, đàn gì là khó chơi nhất mọi người comment cho em. Đàn không dây là sai, đàn ông là sai, đàn bà là sai luôn. Còn đàn gì nữa không ạ? Đàn gì đây ta? Rồi gửi cho mọi người nha. Lượt chia sẻ bây giờ nếu như mà tăng lên đúng cho em 30 lượt chia sẻ nữa thôi, em sẽ gửi cho mọi người đáp án liền luôn. Ok chưa? Đàn ông là sai luôn rồi. Làm sao anh mới nhận được quà? Dạ anh Minh Thời ơi, anh chỉ cần chia sẻ livestream của em vào các hội nhóm là anh sẽ nhận được quà liền luôn nha. Cái cây này nó tới giá là 700k một cây. Thì trồng này được làm bằng trồng Bolaroid, rơi rớt không vỡ không bể. Kính này 700k một cây nha. Những cái màu vàng ở đây sẽ được làm bằng titan, không bong, không tróc, không sét và không gỉ. Rất là đẹp luôn mọi người ha. Trồng đen, viền đen, thấy chưa ạ? Rồi, đàn hoảng là sai, đàn ông là sai, đàn em là sai, đàn không dây là sai luôn rồi, các tường Ngọc Nguyễn ơi. Rồi, đàn chị là sai luôn nha, đàn nhị cũng sai luôn, đàn ông, đàn bà, đàn an, đàn ưa gì sai hết trơn á mọi người ơi. Đàn gì mà khó, đàn gì khó chơi nhất, càng gãy là càng sướng mọi người nha. Đàn gì càng chơi càng sướng nè mọi người, comment liền cho em đi nè. Đàn này nha mọi người nha, đàn gì càng chơi càng sướng được không ạ? Càng mà khó chơi lắm, cái này rất là khó chơi luôn. Rồi, đàn anh là sai, đàn không là sai, đàn không dây là sai, đàn kiến là sai, đàn đúng là sai rồi. Hồ Văn Lập nha, chưa có chia sẻ livestream cho em là không có được đâu nha cho nội. Hãy chia sẻ livestream cho em để được nhận kính 700k nha. Đó, cái kính 700k em đang mang nè. Để tham gia mini game mọi người chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai nha, mới được tham gia mini game nha. Kèm theo đó là chia sẻ vào 10 hội nhóm cho em để tham gia mini game cho em, ok chưa ạ? Đang gãy là sai rồi anh ơi, Trịnh Hiếu ơi, sai bét rồi mà không có đúng. À, chơi có kết quả không em? Chơi rồi có kết quả không em? Dạ có kết quả trực tiếp trên livestream này luôn mọi người nha. View đã lên, trời ơi anh Cường dễ thương quá, anh cảm ơn Cường nha, anh Cường chia sẻ livestream cho em mạnh lên Cường ơi. Anh mạnh lên cho em đi, em thích mạnh thôi. Rồi, đàn tì bà là sai luôn, đàn bà là sai, đàn la ba là đàn gì cho nội? Đàn la ba là đàn gì em không biết luôn á. Rồi, ồ ngân suri ơi, đàn la ba là đàn gì? Rồi đàn đinh hả? Đàn đỉnh là sai luôn nha. Rồi chị ơi, có hai nhóm mà sao mà dễ thương quá vậy ông nội Ngọc Lân? Bé Ngọc Lân ơi, em chia sẻ về trang cá nhân cũng được, chia sẻ vào hội nhóm cũng được, về trang cá nhân cũng được, chia sẻ ở đâu cũng được hết á. 100 lần về trang cá nhân là chị cho em trúng liền luôn á, tại vì bây giờ lượt chia sẻ đang bị bóp nha, em chia sẻ càng nhiều cơ hội trúng của em càng cao. Đàn hư là sai luôn rồi, buổi chiều ai chia sẻ như vậy chị? Buổi chiều chị đâu có like đâu mà chị biết. À còn cái lúc mà 2 giờ đúng không? Ờ quên, hồi trưa em chưa có công bố lượt chia sẻ hồi chiều lúc 2 giờ nha. Bây giờ tôi sẽ công bố cái lượt chia sẻ hồi chiều lúc 2 giờ cho mọi người coi nha. À, hồi chiều 2 giờ đâu rồi? Ok đây, hồi chiều mọi người nha, đây hồi chiều là gửi cho em coi là bạn này lúc bạn gì ra? Hướng Samatha nha. Hướng Samatha là người chia sẻ livestream của tôi nhiều nhất, là Hướng Samatha mọi người thấy không? Là cái livestream lúc 2 giờ nha.
là livestream lúc 2 giờ. Rồi, bây giờ mọi người ơi, ai chia sẻ livestream nhiều nhất trong vòng 3 phút em sẽ tặng cho người đó chiếc kính em đang mang luôn nha. Rồi, kính này 700k một cây trong vòng 3 phút, người nào chia sẻ livestream nhiều nhất người đó nhận được ngay chiếc kính này luôn, 700k một cây, giao hàng tận nơi cho mọi người. Chỉ cần tốn 30.000 tiền ship thôi, ok chưa ạ? Có chia sẻ là sẽ có quà mọi người nha. Rồi, bây giờ em sẽ cho mọi người thêm 1 phút để mọi người chia sẻ livestream thôi. Rồi, 1 phút này bắt đầu, sau 1 phút em sẽ cho hệ thống công bố kết quả liền cho mọi người luôn nha. 1 phút cho mọi người chia sẻ livestream vào các hội nhóm. Ai là người chia sẻ livestream nhiều nhất tặng ngay người đó chiếc kính này luôn. Đàn không dây là sai, đàn ông là sai. Xin chào Tàn Vân, em chào Tàn Vân. Đàn bà là sai luôn rồi nha. Đàn fan là đàn gì tôi không có biết luôn nè. Đàn bà là sai rồi anh Nhẫn ơi, đàn bà càng chơi là càng khó hả? Càng khó chơi hả? Đàn gì khó chơi nhất mà càng chơi là càng sướng nè mọi người ơi. Đàn trên tường là sai luôn, đàn trong mơ là sai, gửi đi chị. Ok, rồi bây giờ lượt chia sẻ tăng lên cho em đúng 30 lượt chia sẻ là em sẽ gửi cho mọi người liền. Lượt chia sẻ bây giờ tăng lên bao nhiêu rồi? Còn 25 giây cho mọi người chia sẻ livestream thôi nha. Để em coi nha, lượt chia sẻ mà chỉ cần tăng lên 30 lượt chia sẻ là sẽ công bố, là sẽ gửi cho mọi người chữ đầu tiên cho mọi người mau mau trúng luôn. Rồi, ôi, lượt chia sẻ có tăng lên kìa mấy má ơi. Rồi, 316 lượt chia sẻ đúng không ạ? Bây giờ lượt chia sẻ chỉ cần tăng lên cho em đúng 10 lượt chia sẻ nữa thôi, em sẽ gửi cho mọi người liền luôn. 10 lượt chia sẻ vào các hội nhóm, em gửi cho mọi người liền luôn nha. Lẹ lên mấy má ơi, lẹ lên, 1 phút cho mọi người chia sẻ livestream thôi nha. Đàn bầu là sai, đàn guitar là sai, đàn vẽ là sai rồi. Không đúng luôn mọi người ơi, để em coi coi nè, lượt share tăng lên chưa nha. 10 lượt share vào hội nhóm. Về hội nhóm thôi, không lẽ 300 mấy người đang xem mà không có ai đúng không? Rồi ok, đó, lượt share đã tăng lên rồi, thấy chưa? 10 lượt nó rất là dễ luôn nha. Rồi, bây giờ mọi người ơi, đáp án đầu tiên có chữ là chữ đàn. Còn chữ tiếp theo mọi người đoán nha, chữ đàn là chữ đầu tiên của đáp án nè. Bây giờ mọi người ơi, trong lúc mọi người đang đoán như vậy nha, em sẽ cho hệ thống kiểm tra liền luôn, coi ai là người chia sẻ livestream và công bố trực tiếp cho mọi người nhận kính trên livestream luôn. Những ai có đáp án trên đây nè thì mọi người hãy comment liền cho em luôn nha. Rồi, đàn hóc mocha gì đó, đàn gì, các người nói nè nè, đàn harmonica, chưa đúng luôn. Rồi, cho hệ thống kiểm tra, hệ thống coi ai là người chia sẻ livestream nha. Rồi mọi người ơi, đàn gì là khó chơi nhất, càng chơi là càng sướng mấy má ơi. Đàn cò là sai, đàn harmonicarado gì sai bét luôn rồi anh ơi. Cái đàn này nó không có thấy anh không thấy anh luôn anh ơi, em thấy anh luôn nha. Rồi mọi người ơi, em sẽ cho mọi người một bất ngờ nha, một bất ngờ mà em muốn dành cho mọi người. Trong lúc mọi người đang comment đáp án đúng thì em sẽ cho mọi người coi một cái món quà này đây. Rồi mọi người nhìn nha, mẫu kính này là mẫu kính Armani, có logo Armani trên đây. Trong này nha, nó không phải là trồng nhựa, không phải là trồng mũ đâu nha mấy má. Đây là trồng thủy tinh hữu cơ nha, trồng thủy tinh hữu cơ, đi đêm được luôn, đi ngày được luôn, nam cũng mang được mà nữ cũng mang được, đặc biệt là đêm đêm mang lên đẹp lắm mấy má ơi. Rồi ở đây nha, có logo của Armani cho mọi người. Ngay chỗ này nè, nó có cái thanh kim loại mà cái thanh này được làm bằng titan nha, không bong, không tróc, không xét, không gỉ, chống tiêu UV chuẩn 400. Đây nè, em test cho mấy má coi luôn nha, kính bên em là chuẩn đét, thấy chưa ạ? Rồi cái kính này Armani 400k một cây, có hộp đầy đủ cho mọi người. Ngày hôm nay em sale cho 7 người, không, 11 người comment nhanh nhất cho em cái mã của nó là 643 kèm theo cái số điện thoại 99k nha mấy má nha, 99k một cây. Rồi 643 kèm theo số điện thoại, chỉ những ai có chia sẻ livestream thôi nha, mới được share như vậy nha, mới được sale với giá là 99.000 nha. Rồi em còn có cho mọi người là màu đen nữa, có màu này là màu nâu, còn có một cái là màu đen nữa nha, cho em xin cái màu liền luôn nha, nam nữ gì cũng mang được hết trơn á. Rồi 643 kèm theo số điện thoại cho chị Facebook luôn đi Long ơi, 643 kèm số điện thoại nha mọi người nha, chỉ có giá 99k một cây cho Facebook Long đi Long, 99k một cây luôn nha. Rồi rồi ok, ngân suri của chị luôn nha, có kính nam các bạn, có kính nam luôn, thích đủ thứ ơi. Kính này Túc đang mang là kính của nam và nữ đều mang được luôn nha. Chị ơi, mấy tháng rồi em mới rảnh coi lại tivi đó hả? Ok, anh quyết đại đế luôn nha. Rồi lẹ lên nào. 643 kèm theo số điện thoại liền cho em nha, chốt cho quyết đại đế một cây luôn nè. 643 cho anh quyết đại đế, 99k một cây. Mọi người yên tâm nha, mua hàng bên em mọi người sẽ được kiểm tra hàng luôn, đem về nhà em sẽ giao hàng tận nhà cho mọi người được quyền mở ra coi cái kính có chất lượng như em nói không, cái trồng của nó có như em nói không, có bị trời bị xước đúng màu đúng mã không. Nếu như mọi thứ đều ok hết thì mới trả tiền, còn không thì thôi ha, em sẽ ship tận nhà cho mọi người kiểm tra luôn. Rồi đang gì xin thua hả? Rồi mọi người comment cho em nha. Em ơi kính 20.000 em ơi, bên đây không có kính 20.000 anh ơi.
Rồi em cho thích đủ thứ, một cây 643 cho thích đủ thứ luôn. 99k một cây kèm số điện thoại, ai không có số điện thoại em không chốt hàng được đâu nha. Chốt cho bé heo một cây luôn nè, 643 kèm theo số điện thoại 11 cây thôi nha. Bé heo chốt rồi nha. Em chốt cho anh Vĩnh luôn à. Anh Vĩnh luôn nha, anh Vĩnh như nè, anh Vinh một cây luôn nha. Rồi, mọi người comment liền cho em 643 kèm theo số điện thoại. Ok, anh viết đại đế luôn nha. Em sẽ cho hệ thống kiểm tra và sẽ công bố trực tiếp trên livestream này luôn. Thích đủ thứ ơi, em chốt cho chị rồi nha. Chị thích đủ thứ ơi, đàn sư tử là sai luôn, đàn rụt và sụt là sai rồi nha. Rồi, đàn gì mà càng gãy là càng khó? Đàn gì khó chơi nhất mọi người nha? Rồi, 90k có bán không em? Chắc em chết với ông nội có 99k à. Rồi, màu đen cho Linh Nguyễn. Ok, chị Linh Nguyễn 643 màu đen cho chị yêu luôn nha. Đàn buông, đàn hà, đàn chim không chơi nhất gì vậy? Khó chơi nhất sai rồi anh ơi. Rồi, em chắc cho Linh Nguyễn một cây rồi. 99k một cây mọi người nha, là hàng siêu phẩm bên em. Rồi, chuẩn bị hết rồi. Cái này em còn có tầm 5-6 cây là em hết rồi nha. Gửi thêm đi chị ơi. Ok, Ngân Suri chữ đầu tiên là chữ đàn mọi người nha. Còn đàn bà em ơi là sai rồi anh Nam ơi, không đúng luôn à. Em chấp cho cửa nhôm hà ký luôn à. Ok, cửa nhôm hà ký luôn nha. 99k một cây, mua 3 cây miễn phí ship cho mọi người luôn. Rồi, ship ngoại thành 30k, nội thành là 20k cho Nguyễn Ngâu màu nâu. Hay là màu đen cho Nguyễn Ngâu màu đen luôn nha. 99k một cây đàn Facebook là đàn gì và nói. Rồi, mọi người comment nha. À, đàn 2, đàn đá 3, đàn không dây sai rồi, không đúng luôn anh ơi. Túc ăn cơm chưa? Dạ Túc ăn cơm rồi. Hello anh Hoàng Duy. Rồi, thấy không? Thấy Thiện Nguyễn luôn nha. Đàn VSX gì không biết luôn. Em cảm ơn chị Diễm Phan. Rồi, 99k một cây, 643 kèm số điện thoại liền cho em nha. Rồi, câu này đổ rồi nhưng mà chưa có đáp án luôn. Bích Larry ơi. Rồi, hello anh Tiến luôn nha. Hello anh Tiền Vũ luôn nè. Mọi người chuẩn bị nhìn nha. Bây giờ em sẽ cho mọi người coi cái mẫu kính này đây. Mẫu kính nào đây để em lên cho mọi người coi nha. À, ủa cái kính hồi nãy, à lên kính này cho mọi người coi nha. Mẫu kính này em sale đặc biệt cho mọi người 1201, cái mẫu này dành cho cả nam cả nữ mang được luôn. Kính này là Hàn Quốc mọi người nha. Cái kính này nè, form của nó, form dẻo, nó rất là dẻo luôn, mình có thể là bẻ được luôn, thấy không ạ? Chống UV là chuẩn 400, đặc biệt nó rất là trong, mình đi ngày đi đêm cũng được luôn nha. Rồi, mã kính này đó, cái gàn kính của nó thiết kế cực kỳ tinh xảo luôn. Mã kính này sale duy nhất 6 cây thôi. 6 cây 1201, 99.000 một cây, chống tiêu về chuẩn 400 luôn nha. Chưa có nè Ngân Suri ơi. Rồi, khi nào lượt chia sẻ tăng lên đúng thêm 30 lượt chia sẻ nữa, gửi chữ thứ hai cho mọi người. Em chắc chắn em mà gửi chữ thứ hai là mọi người ra hết cái đáp án luôn rồi đó. Mẫu nam đi bạn, ok thích đủ thôi em lên mẫu nam liền luôn nha. Đàn ngọt là khó chơi nhất, càng chơi càng sướng là sai rồi anh ơi. Rồi, lên kính nữ đi em. Ok Vũ Phong ơi, kính này nha. Mẫu kính này nam nữ đều mang được. Đây là dòng unisex, mã của nó là 1201, 99k một cây. Mọi người lấy thì mọi người nhanh tay comment cho em nha. 99k một cây thôi. 1201 kèm theo số điện thoại, thấy lính không tiền luôn nha. Rồi, 1201 kèm số điện thoại, kính này mình đi đêm cũng được, mang cái form của nó là form tròn như vậy, rất là đẹp. Nguyễn Ngô em chắc cho chị 1201, chị mà mua thêm một cây nữa thôi là chị được miễn phí ship luôn rồi đó. Rồi, à, thích đủ thứ 1201 ok luôn nha. 99k thôi mọi người ơi, 6 cây duy nhất, 2 cây ra đi rồi. Nguyễn Ngô một cây ok chị yêu nha, 99k một cây, ship tận nhà cho mọi người luôn. Không có số điện thoại không chốt được chị Diễm Phan ơi. Cho em xin số điện thoại lẹ lên đi nè. Rồi, cho em xin số điện thoại luôn nha. 1201 kèm theo số điện thoại, 99k một cây, Nguyễn Phi Du. Ok Nguyễn Phi Du luôn nha. Trời đất ơi cái mã này nó đẹp lắm mọi người ơi. Chỉ có giá là đau hỏng quá mấy má ơi, chỉ có giá bao nhiêu là 99k một cây. Em nói riết mà em không nhớ giá luôn đó, mọi người thấy thương em chưa? Rồi, em xe từ từ em xe tới 180, nhưng mà hôm nay xe sập sàn do mấy nay Facebook bán ế lắm mọi người ơi, xe sập sàn luôn. Rồi, Diễm Phan của em luôn, 1201 cho chị yêu nha. 99k một cây chị Diễm Phan, chắc là chị Ngọc Diệu Nguyễn một cây luôn ha. Dạ, mắt kính của nó bằng trồng thủy tinh hữu cơ anh ơi, không phải là trồng nhựa anh nha, không phải là trồng nhựa luôn anh Lê Tài ơi. Rồi mọi người lấy thì mọi người comment cho em nha. 55 tuổi ok, Vũ Phong lên kính nữ 55 tuổi phải không ạ? Em lên liền luôn nè. Mua mấy cây miễn ship bạn, 3 cây miễn ship. Rồi Nguyễn Huyền 1201, cái mẫu 1201 này nó sang cực kỳ luôn á mọi người. Nam mang cũng được, nữ mang cũng được, mang couple được luôn nha. Nguyễn Huyền một cây 99k rồi. Em còn duy nhất một cây thôi, một cây duy nhất thôi nha. Nói nhanh lên hả? Hãy lên hai luôn nha. Chiều anh đặt 3006 trên Messenger có chấp hàng không em? Dạ anh Đồng Tuấn Minh ơi, à, đặt trên Messenger rồi, ok anh cứ đặt đi nha, ok anh nha. Rồi, mắc cơ mà là sao em không hiểu luôn nè, sao cái livestream của em đang hồi lùi vậy? Một cây duy nhất luôn nha, dạ rồi nên lẫn giá kính cũng nguyên nguyên luôn hả? Ờ em quên giá kính luôn rồi. Rồi em sẽ lên một cây kính cho mọi người coi luôn nha. Đây cây kính này 1201, một cây duy nhất nữa, ai lấy comment cho em 1201 kèm theo số điện thoại. Bây giờ em qua mẫu nha, qua mẫu liền luôn nha. Bây giờ em sẽ lên một dòng kính cao cấp cho mọi người coi luôn, ok dạ. Rồi lên cái dòng kính đắt hơn cho mọi người coi luôn nha. Và kính này mọi người, ôi chết cha, nó bu 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 lên tóc em rồi. Lên kính nữ phải không ạ?
Kính nữ để em xíu nha, xong kính này em lên kính nữ liền cho các tình yêu của em coi luôn. Rồi mọi người chuẩn bị nhanh nha, em lên cái cây này là cây màu đen và cây màu khói cho mọi người nhìn. Mê ly lắm luôn. À đây, màu khói là trên đây nha. Rồi cái kính Lacoste này 400k một cây, em tặng cho mọi người chơi mini game. Nhưng mà hôm nay sổ luôn, em xả luôn chứ lộn, em xả luôn. Mã của nó là mã gì đây? L35. L35 mọi người nha, mọi người nhìn nè. Ở dưới nó không có viền. Ủa sao vậy, sao vậy? Cái này ở dưới nó có viền mấy má ơi, em lộn. Đây Long ơi. Ủa má này má gì ta? À lộn, mọi người nhìn nha. Mã kính này ở dưới là không có viền, ở trên là có viền. Kính này gọi là kính bán không viền mọi người nha. Sao hai em giống nhau thế hả? Dạ ra chắc kha cùng cô ông nội khác ba đó. Rồi mọi người nhìn nha. Gì? Ờ không, chị hỏi cái mã này là mẫu gì vậy? L mấy vậy? Dạ vâng. Ok. Rồi mọi người nhìn nha. Ok, quyết đại đế nha. Khi nào mà điện thoại mà nó reo lên một cái là có người gửi liền rồi đó. Tại vì bây giờ hệ thống đang đếm chưa có gửi về cho em. Rồi mọi người nhìn nha, cái kính bán không viền này dành cho nam mọi người ha. Kính này thì dành cho nam thôi. Thấy chưa, cái viền của nó cực kỳ đẹp luôn. Trên đây có con cá sấu Lacoste, kính này là kính Lacoste, có chữ Lacoste trên đây cho mọi người được khắc tia laser chống tiêu UV chuẩn 400 luôn nha. Em test cho mọi người coi trực tiếp, thấy chưa? Chống tiêu UV chuẩn 400. Rồi, mã kính này là 8301 400k một cây, ngày hôm nay sale 149.000 một cây thôi. 149.000 một cây nha. Ai lấy cái này mọi người comment liền cho em là 8301 kèm theo số điện thoại. Cái mẫu này em nhớ nó còn màu khác nữa. Đây còn màu xanh nữa mấy má ơi. Màu xanh mà gọng vàng nha. Cái em đang đeo là màu đen gọng đen, còn cái này nè, màu xanh đi đêm được luôn. Màu xanh gọng vàng, cái gọng là gọng ở trên. Ở dưới nó không có gọng cho nên nữ mang cái này được luôn. Em quên, nữ mang cũng được, do là nó không có cái gọng ở dưới, nó sẽ không có bị thô nha. Trên đây cái càng kính của nó là màu vàng như vậy. Rồi 149.000 một cây, mở ra mở vô được luôn. Nam nữ mang được cái mẫu này luôn nha. Nữ mang thì cực kỳ cá tính, khỏi phải chê, ok chị ạ. Rồi mọi người comment tranh thủ cho em nha. Mã của nó là 8301 kèm theo số điện thoại. Em chốt cho Duy Hải một cây luôn, ok nha. Rồi tích đủ thứ 8301 rồi, tích đủ thứ là được free ship rồi đó nha. Duy Hải một cây nè, tích đủ thứ một cây luôn ha. Đàn ông là xa luôn nè. Sổ game đi. Ngân Suri ơi, em chưa comment đáp án đúng nên chị không có sổ được nha. Khi nào có đáp án đúng chị sẽ ghim comment lại luôn nha em ơi. Rồi đen gọng đen nha bạn, ok tích đủ thứ luôn nha. Rồi 8301 mọi người ơi, chỉ có 7 cây duy nhất với giá 149.000 thôi nha. Có mất ship không? Dạ có mất ship luôn. Phí ship ngoại thành 30k, nội thành là 20k đó anh ơi. Anh mua 3 cây đi em miễn phí ship cho anh, hoặc là hóa đơn anh 500k em miễn phí ship luôn. Rồi Nguyễn Phi Du một cây này luôn, 8301 cho Nguyễn Phi Du, 149.000 một cây thôi, giá gốc tới 400k lận đó nha. Mua mấy cây được free ship bạn? Dạ bạn thích đủ thứ ơi, chỉ có 3 cây là được free ship rồi nha. Rồi ai muốn mua mã này comment liền cho em nha. Đó, ở dưới không có việc, ở trên là có việc. 149.000 một cây, em còn đúng 3 cây duy nhất thôi. Rồi em chốt cho anh Dũng Nguyên Nguyên một cây luôn nha. Dũng Nguyên Nguyên nè, 8301 149k một cây, ship tận nhà cho mọi người luôn nè. Rồi chưa có đánh trúng đâu Ngân ơi. Rồi cẩn thận tí họng kính của anh nè. Em nó có làm gì đâu mà họng kính của anh nè. Rồi đàn ông là sai, đàn dương cầm là sai luôn nè. Chậm thôi bạn, ok. Em lên kính khác cho mọi người nha. Mẫu kính này em còn 3 cây duy nhất nữa nha. Ai lấy thì mọi người comment liền cho em ha. Mọi người ơi, em sẽ lên một chồng kính nữ, kính nữ cho mọi người coi nha. Đây, à cái kính này em sẽ để trên đầu cho mọi người ngắm, mọi người nghía nha. Cái kính này cái form của nó. Ok anh Duy Yumi, Duy Yumi một cây luôn nè. 8301 cho Duy Yumi luôn ha. Ok anh Duy Yumi nha. Rồi mọi người nhìn nha, thì mẫu kính này đó là dòng Boucher. Boucher đây là hàng cao cấp bên em, có được tặng kèm hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Form kính nam nha. Đây, kính này hình này là hình chữ nhật, có chữ Boucher ở đây cho mọi người. Trong Boleroi khi mọi người làm rơi làm rớt cũng không vỡ, không bể cho mọi người luôn. Rồi mọi người nhìn nha, ở đây nè, ngay chỗ này được làm bằng gỗ nha. Và nó có khắc chữ luôn, đôi này VIP lắm luôn nè. Nguyễn Quyền ơi, VIP lắm luôn. Rồi trên đây nha, có khắc chữ Boucher cho mọi người, rất là đẹp luôn. Rồi kính này thì chống tiêu UV là chuẩn 400, khỏi phải bàn nha. Đó, mẫu này nam mang đẹp tuyệt vời, đẹp cực kỳ, rất là ngầu. Mở ra mở vô mang được luôn. Bên trong nè, càng nhiều càng vui. Cảm ơn hết được thứ nha. Rồi, mọi người nhìn nha, bên trong của nó được tráng một cái lớp phản quang. Thì lớp phản quang này sẽ chống được ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, tivi và laptop. Chống được ánh sáng xanh luôn nha. Đây, mẫu kính này em mang lên rất là ngầu. 8814 700k một cây, hôm nay em sale còn 350 thôi nha. Và kính này em chỉ có duy nhất 5 cây 8814 kèm số điện thoại liền cho em nha. 350 một cây, rất là đẹp luôn. Anh nam nào mang cái kính này vô em nói thiệt nha, đẹp trai cực kỳ, gái nhìn là chết mê chết mệt lê chết lết luôn đó mọi người nha, đẹp lắm luôn.
Rồi, ai lấy thì mọi người comment cho em nha. Hello, quản trị viên. Dạ không, em không có inbox được nè quản trị viên ơi. Anh Trang xin số điện thoại trên đây, vì anh Trang xin số điện thoại trên đây thì hệ thống mới chấp hàng cho anh được nha. Anh không chậm giúp em luôn nha quản trị viên ơi. Rồi, ai lấy mẫu này mọi người comment cho em nha. 8814 kèm theo số điện thoại. Hello, non Phạm luôn nè. À, bán đồng hồ không em ơi? Bán đồng hồ luôn nha. Kính nữ, kính nữ đeo được không em? Dạ Lê Tài ơi, cái kính này, cái form của nó là cái form này là nó rất là ngầu, cho nên nếu mà nữ mang lên chắc chai nó chạy hết luôn, chai nào mà chịu nổi trời đất ơi. Ok, em chấp cho quản trị viên một cây luôn ha. Quản trị viên 8814 ok nha. Quản trị viên 1844 luôn. Chị ơi lên kính tráng gương đi. Chị hết kính tráng gương rồi, bé ngân Suri của chị Túc ơi. Chị không còn kính tráng gương nữa. À, chị có dòng kính tráng gương nhưng mà nó là dòng đắt tiền một xíu, là 700 xe còn 350. Em có muốn coi không? Chị lên cho em coi nha. Rồi, hello anh Hồng Nguyễn nè. Anh Hồng Nguyễn có lấy kính trên đâu của em thì comment cho em 8814 5 cây duy nhất. Chốt cho Lê Tài một cây 8814 350 mọi người nha. Lê Tài, ok Lê Tài ạ. 350 một cây. Ship tận nhà cho mọi người kiểm tra luôn. Không có bán bánh bao đâu cha nội, có bánh bao làm dấu thôi mà bán bánh bao là chắc chết. Rồi, mọi người ơi, em sẽ qua mẫu cho mọi người coi. Cái mã này em còn đúng duy nhất 3 cây nha. Có hai người chốt rồi còn 3 cây nha. Rồi, em chốt cho Linh Trần Trần một cây luôn. Ok Linh Trần Trần nha. 8 Trời ơi, cái 8814 này đẹp giả mang. Linh Trần Trần một cây luôn nè. 8814 đẹp giả mang luôn đó. Kính nữ mặt tròn nào hợp không? Dạ có luôn Thủy ơi, em lên liền luôn nha. Đây em lên kính nữ mà mặt tròn cho chị nha. Mặt tròn, mặt tròn, mặt tròn. Đây, đây, đây. À, cái kính hồi nãy em tặng mini game nè. Kính nữ mặt tròn nè. Cái form này em chỉ có một màu duy nhất thôi. Kính này là kính Gucci, có con ong Gucci. 400 sale còn 180 nha. Đây mọi người nhìn nè. Bán cái miệng không, anh mua luôn bao nhiêu cũng mua hết hả? Bán luôn, bây giờ hôm nay là buồn quá bán cái miệng luôn nè, ai mua thì mua luôn nha. Đây, 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 chị ơi, em đang mang là kính form tròn nha. Form này là form lục giác, có góc cạnh, góc cạnh, góc cạnh, góc cạnh, thấy chưa, rất là đẹp. Đi ngày cũng được, đi đêm cũng được, 400k một cây, hôm nay em xem còn 180 nha. Mã của nó là 2438 kèm theo số điện thoại cho em để trên trán nha. Cái màu này là màu trà cam cam, rất là đẹp luôn, mọi người đi cả ngày, cả đêm được luôn. Đẹp lắm luôn, Lê Tài ơi, cái này đẹp lắm luôn. Đẹp lắm luôn. Nè, mang cái này vô là đã chà lộn chai chết hết luôn nha. Lại hết bình nước rồi. Còn uống hết rồi hay sao, gần hết rồi hay sao. Em muốn em chút uống hết cái bình luôn á. Rồi mọi người nhìn nha. Màu kính này là 2438 180 một cây. 180 một cây, xe cho mọi người sắp sàng luôn. Có hộp đầy đủ luôn nha. Gia hàng tận nơi nè. Có khăn, có hộp, chó cho kiểm tra luôn. Còn bảo hành 3 tháng nữa hơi bị tích luôn đúng không? Rồi, ai lấy mọi người comment cho em nha. 2438 kèm theo số điện thoại. 180 một cây tôi rất là rẻ luôn nha. Ok chị Duy Nguyễn, có chắc cho chị Duy Nguyễn một cây luôn nha. 2438 nha. Duy Nguyễn một cây là 180 chị yêu nha. Hương Ngọc Lan, ủa em đâu thấy chị Hương Ngọc Lan vô đâu. Chị Hương Ngọc Lan có trong livestream không, em không thấy luôn. Rồi, à em có một cây kính nữ này đẹp lắm lắm luôn. Đây, cái form của nó là form hình chữ nhật nha. Hùng Nguyễn ơi, anh lấy mẫu nào anh cho em xin mã được không ạ? Phải có mã thì em mới chốt được nha. Rồi, mẫu kính này tôi Túc đang mang cho mọi người coi. Ok, chị Ngọc Diệu Nguyễn 2438 cho chị Ngọc Diệu Nguyễn luôn. 180 một cây. Hello chị Hương Ngọc Lan, tôi Túc chào chị Hương Ngọc Lan ạ. Ngọc Diệu Nguyễn một cây luôn nha. Coi ngoài không thấy chán luôn hả? Diễm Phan ơi, cảm ơn chị yêu nha. Ủa Diễm Phan là nam hay nữ vậy? Rồi, nói gì đi Ngọc Lan ơi, kìa bật kêu hello Túc Túc rồi kìa. Chị Thương Ngọc Lan ăn cơm chưa? Rồi, ai lấy mẫu này anh Hùng Nguyễn ơi, anh lấy mẫu nào anh cho em xin mã luôn nha. Hoàng Yến 2438, cái cây 2438 là một siêu phẩm bên em. Mọi người cầm cái kính nó lên đẹp lắm, để em giới thiệu lại cho mọi người coi cái cây 2438 cho bà Hoàng Yến luôn nha. Hoàng Yến 180 một cây. Mọi người ơi, phí ship là 30k nha. Đây em lên lại cái cây này cho mọi người coi nè. Đó, thấy chưa? Cái này là bằng thủy tinh hữu cơ nha. Đây để em test tiêu UV trực tiếp cho mọi người coi, chống tiêu UV chuẩn 400. Cái chồng thủy tinh này nó đẹp lắm mọi người nha, sáng bóng cực kỳ luôn. Mang cái này ra đường hơi bị đẹp nữ em dạ. Em cảm ơn chị Diễm Phan luôn nha. Bà đeo vô tôi nhìn tôi cũng mê luôn á. Bà gua sao bữa giờ bà gua không mua kính ủng hộ tôi. Em tên gì? À Ngân Suri ơi, Túc Túc tên là Túc Túc nha. Đồ Ngân Suri lớn hơn em không? Thôi nhìn cái avatar nhỏ xíu xíu vậy. Rồi, hello mọi người nha. Rồi bây giờ em lên cho mọi người coi cái cây này là 6885. 6885 cũng 180 luôn, bằng với cái là 2438 hồi nãy. Nhưng mà ấu trời rớt cái bà cái bút rồi. Đây nó rất là đẹp luôn, thấy chưa? Đó. Đó, cái gọng của nó là đẹp tuyệt vời nha. Màu trà với lại màu khói. Nói nhanh quá anh nghe không kịp luôn đó hả? Hello Đức Phong, vậy em nói chậm lại nha. Anh thích nói mẫu nam đúng không? Xíu lên mẫu nam lên trên coi. Cảm ơn Ngọc Tha thì... Rồi, mẫu kính này 6885, cái ở trên đầu em bao nhiêu? 350 Lê Tài ơi, lấy luôn đi. Mã này là nhớ Huy Nguyễn chứ sao không nhớ nè. Rồi, cái này trên đầu em là 8814, 350 một cây. Phí ship ngoại thành 30k, nội thành là 20k mọi người nha.
Còn cái này là 6885, 181 cây, đi cả ngày cả đêm được luôn, rất là đẹp. Cái gọng kính đó mọi người nhìn nha, mẫu này em nói thì các chị nữ mang ra đường xuất sắc cực kỳ. À, cái form của nó là form cong, nó ôm sát mặt mọi người luôn, cho nên á khi mọi người ra đường sẽ chống mưa nè, chống gió, chống bụi cực kỳ cao luôn. Hello Hà Huy, Hà Huy, Hà Huy, Hà Huy. Rồi, 181 cây, mã của nó là mã 6885 mọi người nha. Đó của chị, của con chị em. À, con của chị em. Ok nha, ủa bà Ngân Suri nhiêu tuổi rồi? Bà Ngân Suri nhiêu tuổi rồi? Tôi biết tôi kêu chị hay là em coi nè. Cái bút đâu mất tiêu rồi, làm sao mà chấp hàng bây giờ. Đây, cái bút đây. Màu trà 6885. Ok, chị Linh Nguyễn, chị Linh Nguyễn, cho tôi xin số điện thoại của chị nha, để tốt chất cho chị nha, chị yêu ơi. Đây nó như này, để em lên một cây kính nam đi, sau đó em quành là kính nữ cho mấy chị coi nha. Xíu nữa em lấy kính nữ phong tròn là kính này nè, dễ thương chua 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 đút cua dễ thương lắm luôn. Anh mua người không mua kính hả? Anh này anh chồng em hòa kính lớn tuổi em. Ok vậy thêm lên thì một cái kính lớn tuổi cho anh Vũ Phong coi, nãy giờ anh Vũ Phong đợi hơi bị lâu. Rồi em xin lỗi anh Vũ Phong tiếc lại nhiều. Đây em lên cái kính này cho mọi người coi nha. À nó có hộp cushy, nếu mà hộp cushy ở dưới đây rồi em không có giới qua lấy được. Đây đây đây, trời đất ơi anh ơi, cái kính này nè, 50 tuổi đeo cũng được luôn đó nha, 55 tuổi đeo được, chỉ cần 25 tuổi đổ lên là mang được cái kính này rồi. Em mang lên mọi người thấy cái phong cushy này nó có sang không? Quá wow, chị ơi chị 40 tuổi, chị lớn hơn em nhiều lắm luôn, em kêu chị bằng chị nha. 8814 nếu anh điện thoại không liên lạc được nhớ nhắn tin giùm anh. Rồi ok bạn chị Viên, tôi cảm ơn anh, em chúc cho chị Linh Nguyễn màu trà 6885 luôn nghe. Nghênh nghênh anh giọng một cái chết bây giờ. Anh nỡ nào anh giọng được em nhảy, anh giọng là bể màn hình của anh luôn đó nha. Lên kính nam cho em. Ok Hà Huy, em xong cái kính này em lên kính nam liền cho anh coi. À chị Ngân Suri ơi, chị lấy kính này không? Chị lấy kính này đi, cái kính này hợp lắm luôn nè. Hợp với các chị nữ trung niên nha, hoặc là các chị nữ mình trên 25 tuổi đổ lên là mình mang kính này. Wow, 40 tuổi hả? Rồi, mọi người nhìn nha, kính này có chữ Gucci ở đây cho mọi người nha. Đó, nãy giờ em nhìn cái avatar em bé, em tưởng là em của em không. Nãy giờ em kêu bằng chị ngọt sớt luôn á. Em kêu là bé Suri ơi. Sao không xếp hàng em ơi? Thanh Tạ Tạ ơi, anh đặt hàng khi nào đó anh ơi? Em bao nhiêu đó? Dạ em á, em 24 tuổi rồi. Em nhỏ hơn chị nhiều lắm luôn. Thanh Tạ Tạ ơi, anh cho em xin số điện thoại kèm theo chữ kiểm tra đơn nha. Em sẽ cho các bé nhân viên bên em kiểm tra đơn cho anh nha. Tối hôm nay đẹp quá đi mất hả? Em cảm ơn anh Hồng Hiệp. Em cảm ơn chị Ngân Suri. Rồi mọi người nhìn nha, cái mẫu kính này em đang lên cho mọi người coi nè. Nó có chữ Gucci ở đây cho mọi người, có logo Gucci trên đây luôn nha. Em sẽ test tiêu về cho các chị xem ha. Thì kính này mình dành cho nữ trung niên nha, chống tiêu về chuẩn 400 ten ten ten. Thấy chưa, chuẩn 400 luôn nha. Đặc biệt cái kính này trồng của nó là trồng bolero nha, rơi rớt hay là có va chạm gì đó cũng không có vỡ, không có bể luôn. Đặc biệt nó còn chống trời cho mọi người nữa, vì trên đây nó có tráng một cái lớp nano cứng chống trời chống xước được luôn. 500k một cây, kèm hộp của Gucci, hộp chính hãng đầy đủ cho các chị luôn nha. 500k một cây. Ngày hôm nay em sẽ cho mọi người chỉ còn có 250 thôi, 250 thôi, hơi bị sướng mấy má nha. Rồi ai lấy cái này mọi người comment liền cho em luôn nha, 250 thôi, mọi người comment cho em là 8431 mọi người nha, 8431 kèm theo số điện thoại nữa nha. Bên trong là màu trắng sữa, bên ngoài là màu nâu, rất là đẹp. Mẫu này mình đi đêm là xuyên đêm luôn, nhìn tới hang cùng ngõ ngách gì mình thấy rõ lắm luôn nha. Chỉ cần đường có đèn là mình cứ thấy mà thôi. Rồi, mẫu kính này là form Gucci, form hình cái nơ. Nó là cong như vậy cho nên nó sẽ ôm sát mặt của em luôn mọi người nhìn nha. Nó ôm sát mặt luôn, hai gò má em đụng vô kính luôn, thấy không? Bên hông là ôm sát luôn. Cho nên các chị mà đi ngoài đường có gió có bụi nó đu qua cũng không luồn qua đường đâu nha. Chứ cho chị Mỹ Tâm, chị Mỹ Tâm bị em dụ một cây rồi nè. Đó, em chắc cho chị Mỹ Tâm một cây nha. 8431 luôn nha. Anh Thanh Tuấn này nãy anh còn đòi anh nghênh nghênh chứ mà anh tái một cái cho sắc mặt bây giờ mà anh còn nói em nữa hả? Còn thấy cưng hả? Cưng kiểu gì mà tái kiểu đó vậy cha? Rồi chúc cho chị Mỹ Tâm một cây. À, hay hay chị Mỹ Tâm bị em dụ rồi nha. Bị em dụ tốn 250 rồi nha. Lên kính nam đi, rồi em lên em lên kính nam liền cho anh coi nha. Vũ Phong ơi, cái kính này nè, cho cái cô mà 55 tuổi mình mang cũng được luôn nha. Đây đây 55 tuổi mình mang đẹp lắm luôn, kính mực tùm lum luôn. Sao vậy hả con của chị Trúc? Ôi trời đó, nghe nó nhẹ nhàng ghê. Em lên kính nam cho mọi người coi và em lên cái dòng kính nam cao cấp mọi người chịu không? Anh đang ở dưới nè hả? Ủa anh Anto ở dưới hả? Ủa anh Anto ở dưới hả? Ừ. Còn dưới đâu? Anh đi rồi mà. Rồi, em sẽ lên kính khác cho mọi người coi. Hôm nay cái mặt của em nó mập quá à, nó như cái bánh bao á mọi người. Càng ngày em càng mập ra mặc dù em ít lắm mặt ta. Lên kính khác cho mọi người nghe. Anh Anto qua lấy kính gì nữa vậy? Rồi em lên cái dòng kính này là dành cho nam nha. Thì mẫu này, hello Minh Nhật của chị Túc nè, mày bỏ chuyện bữa giờ cho Minh Nhật nha, ngủ mày lên ngủ với chị, mày không hề lên luôn ha.
Vậy mà có đồ ăn kêu mình lên ăn mình cũng không ăn nha, Minh Nhật nghe. Rồi, mọi người nhìn nha. Mở ra mở vô được luôn. Nam mang cũng được, nữ mang cũng được. Chồng này nói là chồng bolero mọi người nha, nói nhiều quá em thở mệt quá mọi người ơi. Đây, chiếc chồng này là chồng bolero y chang như kính trên đầu của em luôn, cũng 350 một cây. Đây, chữ bóp chơi siêu sáng ở đây cho mọi người luôn. Từ đây xuống đây sẽ được bọc một lớp cao su êm ả cực kỳ. Xoay qua xoay lại được luôn. Đằng sau sẽ bọc một lớp là kim loại bằng titan, không bong, không róc, không xét, không gỉ cho mọi người luôn. Kính nam vài chục ca không em? Dạ, kính nam vài chục ca, kính nam 99k đi ha. Để em lên cho Thanh Tuấn coi kính nam mà 99k nha. Mỏi miệng quá mọi người ơi. Mở ra mở vô được luôn. Rồi em mang cho mọi người coi. Hồi đất ơi, đẹp chưa, đẹp chưa. Do cái mặt em nó mập hơi, chứ nếu mà mặt mọi người mặc ấm ấm hơn xíu thì mọi người mang còn sang hơn em nữa đó. Do cái mặt heo của em nó hơi mập nha. Đó, mang lên nhưng mà nhìn vẫn đẹp đúng không? Đó, kính này 8503 350 một cây có hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Hộp của nó là như vậy. Hơi xinh, hơi sướng, hơi sang luôn nha. Em chút nói cho cái máy vậy. Ồ, em mỏi miệng quá. Em nói nghe nè mọi người, sao mà em nói nhiều lắm, em vận động cái cơ hàm của em nhiều lắm mà sao em vẫn có nọng? Nhưng mà em nói người ta kia kề có nọng phúc hậu. Hậu đâu không có. Thấy này là nọng quá trời luôn nè. Thường em mới nói nhiều mệt đúng không chị Đàn Quỳnh ơi. Em nói nhiều em thở không nổi đó nè. Nên mọi người mua kính của em đi. Mọi người mua kính của em nhiều lên đi. Em có sức em nói chuyện với mọi người. Mọi người mua kính cho em nhiều lắm sữa. Ông chủ của em sẽ mua trà sữa cho em uống. Em có sức em like bán kính cho mọi người nữa. Em ăn gì cũng đẹp. Hà Huy ơi, ông nội này nha. Nãy giờ ông hỏi kính nam, bây giờ em lên kính nam đẹp quá chừng quá đất luôn này. Ông không mua là sao? Mua kính này của em đi, 350 một cây có hộp đầy đủ cho anh bảo hành cho anh 3 tháng luôn. Thấy anh không? Ẩn không anh rồi. Thấy anh luôn anh Cường ơi, nãy giờ em nói em thấy anh luôn nha. Rồi, ai lấy mẫu này mọi người comment cho em nha. 8503 kèm theo số điện thoại. Ở trong đây nè mọi người nhìn nha. Đó, đẹp chưa? Trời đất ơi, em bán cái kính này em cực kỳ tự tin luôn. Tự tin lắm luôn, đẹp cực kỳ. Bên trong trán phản quang nha, lớp phản quang này hả, bất chấp ánh sáng màn hình điện thoại luôn nha, bất chấp ánh nắng ngoài đường luôn, đi ngoài đường nếu như đi ban ngày chống chiếu chống chói chống lá nắng mặt trời. À, cái mẫu này em còn với mẫu là dành cho đi đêm, là đi xuyên đêm và dành cho các chị là làm việc nhân viên văn phòng á, thì mình thường xuyên tiếp xúc với mắt. Trời, có người hỏi anh thì gần mừng quá, mừng quá, mừng quá. Dạ, 350 một cây anh Tiên ơi, 350 một cây anh Tiên ủng hộ em đi, em nói gì em mệt quá hả. Đây, kính này màu trắng là như vậy nha. Kính này là kính đổi màu nha, cũng là mẫu 8503 y chang của em luôn. Màu đen với màu trắng. Nếu như mọi người dùng màu trắng mà đi ra ngoài thấy ánh nắng mặt trời, thấy tiêu vê chiếu vô, nó chuyển sang màu đen cho mọi người liền luôn. Còn nếu như mọi người đi vô trong mắt, núp vô trong mắt nó chuyển sang màu này, em đang mang là màu trắng trắng ngà như vậy nha. Còn nếu như chạy ra đường một phát nó thành màu đen, đó là kính đổi màu. Đi sáng đi tối gì cũng được hết trơn hết trọi đó. Rồi, giá của nó là 450, giá gốc 900k lận. Còn giá trên đây là giá gốc 700, sale còn 350, 900k sale còn 450, ai lấy mọi người comment cho em nha. 8503 viết cho em xin thêm chữ viết nha. 450 một cây hàng cao cấp bên em. Anh Quang Hoàng Tiên ơi, anh lấy tính này thì anh comment cho tốt nha. 8503 viết kèm theo số điện thoại. Lên tiếp một cái cây nam mà men men lì lì. Ôi lời lời, lên kính thấp thấp tiền cho anh kia coi nha. Em lên kính thấp tiền cho anh coi để anh lựa chọn nha. Có gì anh còn mua kính ủng hộ em nữa chứ. Anh Tiên có lấy mẫu nào không? Lấy mẫu nào thì comment cho em đi. Rồi em lên cái kính này. Anh Tuấn ơi, anh thích cái màu gì? Màu trà hay là màu đen hay là màu tím? Màu tím thì nó chị quá ha. Rồi, mẫu kính này em đang mang là 2021. Mẫu của nó là hiệu là Hugo Boss nha. Có cái tem ở đây nè, về tháo tem ra kèm. Có chữ Boss ở trên đây nha. Chữ Boss ở trên đây, chữ Boss được khắc tia laser nha. Còn trong này là trong thủy tinh hữu cơ. Trong thủy tinh hữu cơ chống tiêu vơ. Em đeo lên anh coi. Dạ, để em mang lên cho anh coi lại nha. Hết lắm nhưng không có tiền mua em ơi. Cha nội thì em lên kính rẻ cho anh coi nè. Kính có mấy chục ca thì lên cho anh coi kính rẻ nha. Để anh có điều kiện là anh thử kính bên em thử đi. Hôi bị đẹp, kính đen chất lượng lắm luôn. Đây, 8503 màu đen em mang lên cho anh coi là mẫu này anh nha. 8503 màu đen, đó. Trồng bolero, màu trà, em lên màu trà cho anh coi lên nha. Ngày nào cũng xem hết á. Hay xem hết rồi, không chán hả Hoàng Huy hả? Ngày nào cũng xem, em hết mà không chán hả anh hả? Rồi, giá bao nhiêu một cái dạ? Anh Hồ Quang ơi, dạ kính anh đang mang là 350 một cái nha. Anh xe ga tân này chào em ngoài à. Kính này 8503 350 một cây, em mang cho mọi người coi cái phong kính nó là như vậy. Phong kính này là phong kính vừa, nó không có to đâu nha. Rồi, đây em mang cho mọi người coi cái ông đó, em định đọc comment lên mà em không hiểu ông nói cái gì hết trơn á. Rồi, em lên cái kính khác cho mọi người coi, đó là kính Hugo Boss 2021 400k, sale còn 149k một cây. 149 nha nè anh Huy ơi, lộn anh Tuấn ơi, 149k một cây hơi bị rẻ luôn đó.
Kính này tới 400 ngàn lận, nhưng em xe cho anh còn 149 cho anh mua để anh biết hàng bên em là như thế nào nha. Trong này không phải là nhựa, không phải là meca mà nói được là mặt trồng thủy tinh hữu cơ luôn. Chống tiêu UV là chuẩn 400. Mọi người nhìn nha, cái viền màu vàng nè, nó sáng bóng cực kỳ. Ở trên đây nó có khứa khứa như vậy, rất là đẹp, mọi người thấy không? Khứa khứa, bên hông cũng có khứa như vậy luôn nha. Đẹp tuyệt vời, đẹp cực kỳ đó. Em bán ở đâu vậy em ơi hả? Dạ em bán ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10 đó anh xe ga tân ơi. Anh ủng hộ tôi tốt đi. Rồi, mã kính này 2021 kèm theo số điện thoại cho em liền luôn nha. 149.000 một cây luôn đó mọi người ơi. Em ngồi lo em mỏi đít quá. Ê đít quá đi à. Anh nghiện tóc đôi làm thế nào để cai được tóc đây? À, em kêu mang bắt anh nha. Tại vì hiện anh cúp là nghỉ hút viện đó. Đào hồng ma mây màu. À, 2021 có ai lấy mẫu này không ạ? Mọi người ơi, mọi người ơi, bây giờ mọi người thích cái mẫu nào thì mọi người comment lên cho em đi, để em thấy nè, để em chốt hàng cho mọi người, để lên kính cho mọi người coi, em chốt hàng cho mọi người nữa nha. Anh Cường ủng hộ tốt đi. Mọi người ơi, bây giờ mọi người thích cái mẫu kính nào mọi người comment lên cho em được không ạ? Mọi người comment cho em nha, để em lên kính em tặng cho mọi người, rồi lên kính em cho mọi người coi. Rồi, em lên cho mọi người coi cái cầm này nó rẻ hơn nữa. Đó là dòng này luôn nha, cũng 149.000 một cây. Thương hiệu của nó là Lacoste, con cá sấu Lacoste trên đây. Cái chỗ này mọi người nhìn nha, trồng của nó là trồng thủy tinh hữu cơ bên hông nè. Trời ơi, sang chưa? Sang cực kỳ sang, vài chục ca. Không có trồng bolero không em? Dạ hồi trưa em có một cây nhưng mà hết rồi. Hồi trưa em có một cây trồng bolero sale 99k luôn, là sale bỏ luôn đó. Nhưng mà hết rồi, người ta lấy mất tiêu rồi. Em có ship ra Hà Nội không? Có ship ra Hà Nội luôn đó nha. Phí ship là 30.000 đó anh ơi. Nội thành là 20.000, ngoại thành là 30.000. Tôi coi đừng like nữa, để anh đi ngủ. Chứ sao anh không ngủ? Anh coi em like mà anh không ngủ được luôn đó hả? Coi em like mà mất ai mất ngủ luôn đó hả? Dễ thương quá, hậu lại tặng cho cái kính ta. Rồi, kính này nha, 400k một cây. Kính này có chữ Lacoste trên đây, rất là dễ thương. 200k cái, bán không em? Dạ, bán chứ Hồ Quang ơi. Cái này em xe có 149.000 một cây, hoặc anh mua 200k luôn đó hả? Suy nghĩ kỹ lại coi. Lên kính đầu cho em, dạ ok, Trần Mỹ Thương ơi, tốt lên kính đầu cho Thương coi nha. Rồi, mẫu kính này em đang mang nha, có hai màu cho mọi người lựa chọn luôn. Đó là màu trà với lại màu đen, rất là ngầu. Màu trà đi đêm đi ngày được luôn. Em đã nói gì hả? Mà ê, có còn massage không, massage đâu. Vườn tiền chứa luôn đó hả? Rồi, kính màu xanh kia đẹp thế hả? Kính màu xanh là kính nào? Kính đâu? Kính nào màu xanh vậy? Kính nào màu xanh vậy cho nói? Bữa nay anh chạy ngang qua anh mua, hôm nay ngắm em đã, xin nó đi, cảm ơn anh nha. Anh ơi, nhưng mà nếu như anh qua shop em thì anh hãy để lại mã trên livestream. Vì bên shop em không có chính sách là sale, không có chính sách sale tại shop. Em chỉ sale trên livestream thôi. Nếu như mà anh có ghé qua shop em á, thì anh để lại mã trên livestream kèm theo số điện thoại. Khi mà anh qua shop, anh đọc cái số điện thoại với lại cái mã anh đã đặt thì bên em sẽ lấy ra cho anh coi, và những mẫu đó anh sẽ được giảm tới 50% giá tiền hiện tại trên shop của em luôn nha. Vì shop của em không có sale, nhưng mà nếu anh để lại mã trên livestream, em đang sale trên livestream đó, anh để lại mã trên livestream sau đó qua shop em coi thì sẽ được sale nha. Lên kính nữ đẹp đi. Ok Linh Nguyễn, em lên kính nữ đẹp cho chị coi liền luôn. Đây, lên kính nữ đẹp cho mọi người coi nha. Thì kính nữ đây em có thêm một dòng này nữa là 6851. 6851 trồng lục giác form này 2 tầng. Mọi người nhìn nha, có 2 tầng, 1 tầng nhám, 1 tầng trong. Kính này rất là đẹp luôn. Không ngủ là mai không đi làm, không đi làm là không có tiền mua kính dễ thương quá vậy. Nội lính không tiền. đau mắt. Đau hỏng quá. 6851 181 cây, giá gốc 400k, sale còn 188 nha. Kính này chống tiêu UV chuẩn 400 cho mọi người luôn. Nữ mang lên rất là xinh, mình đi ngày đi đêm cũng được luôn. Nó đơn giản lắm, cái gọng của nó là gọng trơn như vậy mọi người nhìn nha. Hiệu kính là Cushy, trồng của nó là trồng lồi như vậy mọi người thấy không? Trồng lồi nha, ở ngoài lồi, ở trong lõm như vậy, rất là đẹp luôn nha. Đó, rồi ai lấy mẫu này thì comment cho em nha. 6851 181 cây, rất là sang. Rồi em lên tiếp cho mọi người coi coi cái cây kính này nè. 8060 kính Cushy trồng vuông. Đây, 8060 kính Cushy trồng vuông. Nếu như mà ai tròn tròn như em thì mình mang cái mẫu vuông này, nó sẽ thon gọn mặt lại nha. Kính trên đầu, ok Lê Tài, em mang lại kính trên đầu cho Lê Tài coi. Hoài nghỉ ngơi, lục giác chị Túc không có màu trà. Lục giác có màu trà không Long? Long ơi, 6851 em còn màu trà không? 6851 Không, còn màu khói à. Còn màu khói à, không có còn màu trà. Đây, cái kính trên đầu của em là 8814, là một dòng siêu phẩm bên em. Mang vô một cái là gái chết lê, chết lết, chết la, chết liệt luôn mọi người nha. Đẹp lắm luôn. Đây, Lê Tài ơi, anh ưng lắm luôn đúng không? Mẫu này đẹp lắm nha. Mẫu kính này em đang mang, không phải là 8814, em quên. Mẫu kính này có mã là 1805.
cho bên trong là chán cảnh quan như vậy. Cái gọng của nó là như vậy nha, có chữ Boucher ở đây, 1805 kính vuông nha. Kính cái này nữ đeo đẹp đúng rồi nè, coi em mà không ngủ được luôn đó hả, cảm ơn chị Diễm Phan nghe. Kính này mọi người ơi, trồng của nó là trồng hình chữ nhật nha, 350 một cây, mã là 1805, 350 một cây nha, ngầu lắm luôn. Còn cái kính này nè, 8060 nữ mang đẹp lắm luôn, 180 một cây thôi. Mã trên đầu của em là 8060, 180 một cây nữ mang. Còn kính này ở dưới mắt của em là nam mang nha, mã là 1805 kèm theo số điện thoại, 350 một cây, giá gốc là 700k mọi người nha. Rồi bây giờ mọi người ơi, có ai muốn mua mã nào nữa không ạ? À, kiểm tra đơn hàng của anh mã tốt tốt dễ thương hả? Kiểm tra đơn hàng này á hả? Đơn hàng này ngồi trước mặt của anh rồi nè, anh còn kiểm tra cái gì nữa? Rồi mọi người ơi, mẫu kính nữ em sẽ lên thêm một dòng kính nữ nữa, sau đó em sẽ qua nha. Rồi mẫu kính này dành cho nữ nha mọi người ơi, coi kính của nam nào chính chính đẹp không? Tiên Tiên ơi, kính của nam là chính chính nó hết trơn rồi, hồi chưa em sale một cái lỗ đó là lỗ lẻ hết rồi, chị đặt 3 cây đúng không ạ? Hồi chưa chị đặt 3 cây đúng không? Mà bây giờ em hết mẫu kính đó rồi. Xe lẻ cho mọi người thôi. Còn kính này em đang mang trong của nó là trong hình chữ nhật nha. Trong hình chữ nhật như vậy nè, rất là xinh. Cái gọng kính của nó mọi người thấy không? Bên hông nè, xinh lắm luôn, xinh lắm luôn. Đó, chấm tiêu về là chuẩn 400, đi cả ngày cả đêm được luôn. À, kính này em còn màu hồng nữa. Nếu như những ai mà thích sang thì mình chọn màu trà cho em, nó phong cách Tây Tây. Còn những ai mà mình thích là dễ thương, hồng, bánh bèo thì mình chọn cái này là màu hồng nha. Đi ngày đi đêm được luôn, rất là đẹp, 180 một cây. Gọng bên hông bằng nhựa cao cấp trong suốt cho mọi người. Kính này thuộc thương hiệu là Gucci, Gucci mọi người nha. Rồi, 180 một cây, mã của nó là 6863, 6863 mọi người nha, 181 cây, ai lấy mọi người comment liền cho em nha. 6863 kèm theo số điện thoại liền cho em, 181 cây thôi. Rồi, bây giờ sẽ giải quyết câu đố cho mọi người luôn và sau đó sẽ kết thúc live stream nha. Nói nhiều vậy, ôi nói nghe nè, nói nhiều vậy đêm em ngủ em mớ luôn á, mắc cười lắm. À, con bạn em nó kêu, ê, hình như là ban ngày chút làm mệt lắm là sao mà tối ngủ chút còn bán hàng mà gì chút. Tối em ngủ là em mơ em bán hàng thiệt luôn á, cả ngày em bán hàng riết em quen. Tối em ngủ cái em cũng dơ lên, ôi mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người chọn mẫu này thì mọi người comment mẫu này nha. Đó, vậy đó, cái nó kêu em nằm xuống ngủ ở nhà rồi. Ngồi trước mặt hả, nhưng chưa về đến nhà anh mà kiểm tra đơn là hàng. Anh xạo à, kính này của hãng gì vậy em? Dạ, kính này của hãng Gucci anh nha. Kính mà em vừa dơ lên là của Gucci, 180 một cây em đang sale đó, 400k sale còn 180, rất là đẹp, cái gọng kính nó đẹp lắm. Rồi ai lấy thì comment cho em là 6863. Ok, 8814 cho Lê Tài, 6863 bảo trà cho Lê Nguyễn. Lê Tài ơi, cái 8814 là không phải cái trên đầu em hồi nãy đâu đó nha. Cái 8814 là không phải cái này đâu nha anh nha, mà cái 8814 là cái này nè. Đây, 8814 là mẫu này nha, mẫu có gỗ anh Lê Tài ơi. Em đeo lại 8814 nè. Trồng nó nhỏ hơn, trồng nó sẽ nhỏ hơn cái 1805 này anh nha. Anh coi đi, thấy chưa, nó nhỏ hơn nha. Ok, chị Linh Nguyễn 6863 cho chị yêu Linh Nguyễn luôn nha. Rồi, bây giờ em sẽ giải quyết câu đố cho mọi người. Hồi nãy giờ em thấy mọi người comment câu đố hơi bị nhiều, nhưng mà lượt share thì chưa có tăng lên, thì làm sao mà công bố được đáp án cho mọi người bây giờ. Ok, Lê Tài nha. Rồi bây giờ để em coi coi lượt chia sẻ là bao nhiêu và coi coi người nào chia sẻ livestream nhiều nhất thì công bố trực tiếp trên mọi người luôn. Đây, đã có lượt chia sẻ rồi nè. Ai vậy ta, ai vậy ta? Hồng đen, hồng đen, trời đất ơi, coi cái mặt coi trắng bóc như vậy mà ghi hồng đen. Thiệt là đó, phải chưa, đúng là con gái nói có là không. Hồng đen mọi người nha, cái mặt rất là trắng luôn. Rồi, hồng đen là người chia sẻ livestream của Tutup nhiều nhất luôn nè. Rồi, bây giờ mọi người nhìn nha, nãy giờ những ai có đáp án chung với tờ giấy của em, nãy giờ em thấy chắc cũng tầm 20 người comment đúng đáp án của em. Nhưng mà biết sao không, có một cây kính thôi thì làm sao tặng được cho 20 người. Cho nên bây giờ em sẽ công bố đáp án luôn, và kính này em sẽ dành tặng cho ai nha. Nếu như mà nam với nữ đều trúng kính thì em sẽ cho mọi người lựa chọn. Đầu tiên sẽ là cái mẫu này và mẫu này, thích mẫu nào cho lấy mẫu đó luôn, màu đen hay là màu hồng thì tùy mọi người chọn nha. Tặng cho mọi người đó, cho mọi người lựa chọn luôn, ok chưa ạ? Rồi kính này sẽ để xuống đây nha, các bà nữ mà trúng thử thì được quyền chọn, nam cũng được quyền chọn luôn. Những ai có đáp án chung với tờ giấy của em thì mọi người comment lại cho em một lần nữa luôn nha. Rồi nếu như những ai không có đáp án chung với tờ giấy của em thì mình đừng comment, tại vì bên em có hệ thống để kiểm tra mọi người rồi, cho nên mọi người không được chơi an gian với tốt đâu nha. Đặc biệt là có chia sẻ livestream về trang cá nhân vài phút trước, chứ không được là đợi bóc trúng rồi mới chia sẻ là em không tính đâu, ok chưa ạ? Rồi bây giờ mọi người ơi, những ai comment đang gãy tay trao thì mọi người comment lại cho em đây. Nãy giờ em thấy trên 20 người luôn, nãy giờ em thấy trên 20 người comment luôn nha.
Đó. Rồi mọi người comment cho em là đàn gãy tay trâu được không ạ? Để em lướt comment là chọn ai ra người may mắn liền luôn nha. Đàn gãy tay trâu, đầu gãy tay chay, đàn gãy tay trâu. Rồi comment để lên nè. Anh Cường hay quá ta. Ngon quá hả? Hello, tiến đổi luôn nha. Rồi mọi người comment cho em là đàn gãy tay trâu, để em lướt comment chọn ngay ra người may mắn liền luôn nha. Đàn gãy tay trâu nè, đàn gãy tay trâu, lệ lên mọi người ơi, đàn gãy tay trâu. Đàn gãy tay trâu, lệ lên được chưa? Đàn gãy tay trâu nha. Rồi chuẩn bị lướt comment chọn ngay ra người may mắn luôn nha. Ủa anh Nguyễn Quốc Cường bữa giờ chơi được chưa vậy Long? Ok nha, đang gửi tay cho kèm theo đó là chia sẻ livestream vài phút trước kèm luôn nha. Tưởng đàn bà trước khi không phải đàn bà đâu, đàn bà cũng nhiều người dễ lắm chứ bộ. Rồi đang gửi tay cho nha. Bây giờ thì em chuẩn bị lướt comment chọn ngay ra người may mắn liền luôn. Mọi người được quyền tặng kính, nhận kính và được chọn kính luôn nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai đây ạ? À, lại nha. Mới đây này thì nhảy xuống đây thì lại nha. 5, 4, 3, 2, 1. Ai à? Ado, anh Thành Nhẫn comment chữ Ado nha. Anh Thành Nhẫn comment chữ Ado, mọi người thấy không? Từ. Anh Thành Nhẫn nha, comment chữ Ado là không đúng ha. Ok nha, có ai chữ là không đúng nè, đang gãy tay trâu đúng nha. 5, 4, 3. Từ. 5, 4, 3, 2, 1. Ai đây ạ? À? Nguyễn Ngâu, đàn khải tay trâu. Rồi, Nguyễn Ngâu comment sai chính tả mọi người nha. Đàn khải tay trâu là sai chính tả rồi ha, ok nha. Nguyễn Ngâu ơi, anh comment sai chính tả rồi kìa. Đàn khải tay trâu là sai rồi, đàn gãy tay trâu thì mới đúng nha. Rồi, em lướt lại một lần nữa nha. Đàn gãy tay trâu mọi người nha, lướt lại nha. 5, 4, 3, 2, 1. Wow, ai đây ạ? À? Đàn gãy tay trâu bạn Trịnh Hiếu nha. Rồi ok Trịnh Hiếu ơi, Trịnh Hiếu comment là trúng thưởng kèm theo số điện thoại liền cho Túp Túp luôn. Trịnh Hiếu ơi, Trịnh Hiếu comment cho Túp đi là trúng thưởng kèm theo số điện thoại liền luôn nha. Rồi lẹ lên nè. Bây giờ với kịp ngồi chơi với em mà anh Hải comment kéo lên Hải luôn nha. Rồi Trịnh Hiếu ơi, comment cho Chúc là trúng thưởng kèm theo số điện thoại thì anh thích cái kính nào, anh thích cái kính trên đầu hay là anh thích kính màu đen hay là thích kính màu hồng thì anh được quyền chọn luôn nha. Rồi bây giờ mọi người ơi, thì tôi xin cảm ơn mọi người hôm nay đã ủng hộ Túc thiệt là nhiều. Cảm ơn mọi người nhiều lắm luôn. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ mọi người nha. Rồi bây giờ thì em xin phép là bye bye mọi người. Anh Trịnh Hiếu ơi, anh cảm ơn trúng thưởng kèm theo số điện thoại cho em. Anh nhớ nha, có chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai. Nếu như mà đợi trúng thưởng mới chia sẻ vừa xong là em không tính, còn chia sẻ vài phút trước thì em mới tính nha. Rồi, anh nghe rõ chưa ạ? Anh có chia sẻ livestream vài phút trước thì em mới tính, còn nếu như anh đợi trúng thưởng mới chia sẻ vừa xong là em không tính đâu nha. Rồi, bây giờ bye bye mọi người. Nhớ là chỉnh chế độ công khai nha. Bye bye.